giáo họ An Đảo, thư ngỏ: trọng kính cha chánh xứ, kính thưa quý đấng bậc, quý hội đồng giáo xứ, giáo họ, quý ân thân nhân, quý đồng hương xa quê và cộng đoàn dân Chúa. Giáo họ An Đạo tọa lạc tại xóm 11, thôn Viên Ngoại, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo xứ Thanh Minh, giáo phận Thái Bình. Thưa quý cha và quý vị, tạ ơn Chúa trải qua bao thế hệ, cộng đoàn giáo họ chúng con có 300 nhân danh mà chưa có chỗ sinh hoạt mục vụ như học hỏi giáo lý, hội họp, sinh hoạt các đoàn thể. Vì vậy, được sự cho phép của cha chánh xứ, ban trùm tân cựu và bà con giáo dân trong giáo họ, chúng con quyết định xây ngôi nhà mục vụ trên mảnh đất khuôn viên giáo họ với tổng diện tích 150m² nhân 2 sàn. Chúng con kính xin quý cha, quý đấng bậc, quý ân thân nhân, quý đồng hương, quý khách rộng lượng giúp đỡ giáo họ chúng con về kinh phí để có được ngôi nhà mục vụ. Cộng đoàn giáo họ chúng con chân thành tri ân quý đấng bậc và quý vị. Nguyện xin trái tim rất thánh Chúa Giêsu qua lời bầu cử của Đức Maria và hai thánh quan thầy Gioan Kim và Anna ban muôn phúc lộc cho quý đấng bậc, quý vị cùng gia quyến. Hiệp thỉnh cha chánh xứ, kính xin quý cha, quý vị quảng đại giúp đỡ giáo họ sớm hoàn tất tâm nguyện trên. Nguyện xin Chúa và hai thánh quan thầy chúc phúc và ban muôn ơn lành xuống trên quý cha và quý vị. Linh mục Giuse Trần Xuân Hùng. An Đạo ngày 27 tháng 6 năm 2023. Thay mặt cộng đoàn giáo họ Trùm Chánh, Vincente Nguyễn Văn Hiếu. Mừng kính thánh An Na. Thưa quý vị, các bạn trẻ thân mến, nhắc tới tên nữ thánh Anna là nhắc tới mẹ của trinh nữ Maria. Nói tới thánh Gioakim là nói tới thân phụ của mẹ Maria. Ngay từ đầu thế kỷ thứ nhất, thánh Anna được tôn sùng như mẫu gương của các bà mẹ. Và giáo hội là hội thánh công giáo ban cho thánh Anna danh hiệu chính thức là mẹ của trinh nữ Maria. Trong CD mừng kính thánh Anna này, chúng tôi kính mời quý vị, các bạn trẻ cùng học hỏi để noi gương bắt chước các nhân đức của thánh Anna, cùng những bài thánh ca ngợi ca lòng mến yêu, tin cậy Chúa của cả hai thánh Anna và Gioakim. Thân mẫu Đức Maria, người khai sinh danh hiệu bậc thánh nhân, một lòng hân hoan cất tiếng ca vang, nguyện cầu Chúa ban xuống hồng phúc thiên thần, một lòng hân hoan Chúa đến khai quang, nguyện dìu dắt nhân loại sống trong tình thương đầy tràn.
ơn cao trọng Chúa xuống trên người. Xin Đức Mẹ thân mẫu con Thiên Chúa cao quý thầy ơn là tuyệt vời, con sẽ ca khen muôn đời không ngơi. Vâng lên khúc hoan ca mừng Thánh Anna, người là thân mẫu Đức Maria, người thật xứng danh hiệu bậc thánh nhân, một lòng hân hoan cất tiếng ca vang, nguyện cầu Chúa ban xuống hồng phúc thiên ân, một lòng hân hoan Chúa đến khai quang, nguyện dìu dắt nhân loại sống trong tình thương đầy tràn. Xin chúc tụng thánh nữ Anna, muôn phúc lành Chúa đã ban tràn chứa, con ngước trông thánh nữ độ trì, con sẽ vững tâm không ngại lo chi. Vâng lên khúc hoan ca mừng Thánh Anna, người là thân mẫu Đức Maria, người thật xứng danh hiệu bậc thánh nhân, một lòng hân hoan cất tiếng ca vang, nguyện cầu Chúa ban xuống hồng phúc thiên ân, một lòng hân hoan Chúa đến khai quang, nguyện dìu dắt nhân loại sống trong tình thương đầy tràn. Vâng lên khúc hoan ca mừng Thánh Anna, người là thân mẫu Đức Maria, người thật xứng danh hiệu bậc thánh nhân, một lòng hân hoan cất tiếng ca vang, nguyện cầu Chúa ban xuống hồng phúc thiên ân, một lòng hân hoan Chúa đến khai quang, nguyện dìu dắt nhân loại sống trong tình thương đầy tràn, ơn cao trọng Chúa xuống trên người. Xin Đức Mẹ thân mẫu con Thiên Chúa cao quý thầy ơn là tuyệt vời, con sẽ ca khen muôn đời không ngơi. Vâng lên khúc hoan ca mừng Thánh Anna, người là thân mẫu Đức Maria, người thật xứng danh hiệu bậc thánh nhân, một lòng hân hoan cất tiếng ca vang, nguyện cầu Chúa ban xuống hồng phúc thiên ân, một lòng hân hoan Chúa đến khai quang, nguyện dìu dắt nhân loại sống trong tình thương đầy tràn. Xin chúc tụng thánh nữ Anna, muôn phúc lành Chúa đã ban tràn chứa, con ngước trông thánh nữ độ trì, con sẽ vững tâm không ngại lo chi. Vâng lên khúc hoan ca mừng Thánh Anna, người là thân mẫu Đức Maria, người thật xứng danh hiệu bậc thánh nhân, một lòng hân hoan cất tiếng ca vang, nguyện cầu Chúa ban xuống hồng phúc thiên ân, một lòng hân hoan Chúa đến khai quang, nguyện dìu dắt nhân loại sống trong tình thương đầy tràn, trong bao niềm hân sinh tại Bethlehem.
Ngay từ tuổi thơ, người đã là một thiếu nữ thùy mị, đoan trang, xinh đẹp, thánh thiện, dễ mến, trưởng thành cùng với đức tin cậy mến rất hoàn hảo. Người thâm hiểu thánh kinh về lời hứa là sẽ ban đấng thiên sai xuống cứu độ trần gian, nên đêm ngày hằng nài van Thiên Chúa sớm ban đấng cứu thế xuống trần gian, cứu nhân gian tội lỗi, mở cửa thiên đàng cho các thánh tổ phụ. Thank you.
sinh trưởng tại Nazareth. Một thanh niên tuấn tú, khiêm nhu, thánh thiện, thâm hiểu thánh kinh, nhất là ơn cứu độ. Thánh Gioakim cùng thánh Anna đêm ngày hằng nguyện xin Thiên Chúa sớm ban đấng cứu độ xuống cứu trần gian. Một đời người hằng luôn khiêm tốn, luôn hướng lên quê trời, tựa như nên cháy lung linh, tiêu hao thủy chung nghĩa tình, đẹp lòng Thiên Chúa chi linh, làm mẹ đức nữ đồng trinh. Hiến vinh nguyện luôn ân nghĩa trọn tình.